Xã Hoàng Liên có nhiều tiềm năng về du lịch, nhưng 2 năm qua, du lịch gặp khó khăn. Cũng vì thế, người dân càng ít việc làm, giảm thu nhập. Chính quyền xã đã có sự chủ động trong tìm kiếm việc làm cho người lao động. Giải pháp của chính quyền địa phương là một là rà soát lại các đối tượng, nhất là đối tượng trên từ 18 tuổi trở lên. Trên cơ sở đó thì đã phối hợp cùng với lại các doanh nghiệp trên địa bàn xã để tìm kiếm việc làm để cho nhân dân, để thực hiện ngay tại trên địa bàn thị xã. Kết quả là đặc biệt là trong năm vừa qua thì là đã huy động được khoảng ngoài những cái người dân tự chủ động thực hiện thì xã cũng đã huy động được khoảng trên 30 người dân là đi thực hiện lao động việc làm ngay trên thị xã, mà đến nay thì các công dân đấy đang thực hiện tốt theo cái công việc xã đã tìm kiếm ạ. Để có thêm kinh phí cho công tác đào tạo nghề, năm qua, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã tích cực vận động các nguồn xã hội hóa, đồng thời sử dụng ngân sách để tổ chức được 21 lớp nghề, qua đó giải quyết việc làm cho 1.050 người lao động. Lúc đầu mình chưa biết thiêu thì vẫn khó, nhưng mà mình thiêu lâu, mình quen rồi mình cũng thiêu được. Bây giờ em đang nuôi con nữa, em thu nhập một tháng lương trung bình vẫn 5 đến 6 triệu. Thị xã đặc biệt quan tâm đào tạo các lĩnh vực mà theo cái nhu cầu và cũng như là mục tiêu phát triển cũng như là các thế mạnh tiềm năng của thị xã. Đó là lĩnh vực du lịch, đào tạo lao động trong lĩnh vực du lịch, phục vụ cho toàn thể các ngành nghề của lĩnh vực du lịch. Hiện nay toàn bộ thị xã có đến 8.000 lao động làm việc trực tiếp cho hơn 522 cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ngoài ra còn rất nhiều các cái lao động phụ trợ trong ngành du lịch. Cùng với du lịch, thị xã cũng đào tạo một số lớp nghề sản xuất nông nghiệp đặc hữu như rau, hoa, cá nước lạnh. Và chương trình nông thôn mới của cái giai đoạn 2021 này có rất nhiều điểm mới, đó là đưa hai cái nội dung vào, đó là phát triển sản phẩm óc quóp và du lịch nông nghiệp. Thì cũng phải tiếp cận những cái chủ trương mới này trong chương trình nông thôn mới để chúng tôi cũng đào tạo để người dân tiếp cận. Năm 2022 này, thị xã Sapa đặt mục tiêu tổ chức triển khai có hiệu quả các hợp phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2030, đồng thời gắn với quán triệt sâu rộng nghị quyết số 10 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2021-2025.